Anh ơi, hoa ở đây bán sao vậy anh? Nhà em có chị em gì không? Dạ không, em không một mình. Anh sợ là Việt Nam năm nay có hai màu hồng. Tặng em. Vậy sao được hả? Anh sợ mình mốt thành hoa hậu á, không có cơ hội tặng quà cho em. Không cái này. Vậy thôi em nhận nha. Đầu tư sai rồi rồi ba ơi. Buồn như chó cá. Mày thì đừng dạy cái.